cảm nhận là hai bên này nó thon gọn hẳn lên này, cái phần này nó nâng lên một chút ấy, và cái phần nọng cằm này nó cũng tiêu bớt đi. Rồi da thì có vẻ như là cũng sáng hồng và căng mịn hơn. Ông xã còn khen là dạo này trông trẻ hơn nữa. Dễ vậy ạ. Xin chào mọi người, là một người có công việc rất là bận rộn và thường xuyên phải xuất hiện trước đám đông. Thế nên là Vân phải chọn cho mình những phương pháp làm đẹp không xâm lấn để có thể giữ được cho mình một ngoại hình lúc nào cũng ổn định này và càng ngày càng đẹp hơn. Và Jackson Beauty là một trong những địa điểm làm đẹp quen thuộc của Vân. Ở nơi này thì có thể giúp cho Vân có thể có một sắc vóc này, một làn da và một thân hình cân đối, hoàn hảo và sáng hồng hơn. Và ngày hôm nay Vân sẽ bật mí với mọi người về gói liệu trình mà Vân sử dụng tại Jackson Beauty. Đây là gói Golki Premium Celeb dành riêng cho người nổi tiếng. Và như mọi người cũng biết thì Jackson Beauty đã có mặt tại rất là nhiều quốc gia trên thế giới như là Hàn Quốc, Trung Quốc, Mỹ, Nhật Bản, Singapore. Và tại Việt Nam và Hàn Quốc là hai nơi duy nhất có liệu trình Golki dành cho người nổi tiếng. Và ở những nơi như thế này thì chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng trọn vẹn và giao nhan sắc của chúng ta cho họ. Như mọi người cũng thấy thì ngày hôm nay Vân đã làm đến buổi thứ 10 rồi. Và liệu trình của Vân thì cũng có 20 buổi cơ. Nhưng mà khuôn mặt của Vân đã thon gọn hơn rất là nhiều, vóc dáng cũng vậy, cân đối hơn. Và mọi người có muốn biết liệu trình này sẽ diễn ra như thế nào thì mọi người hãy cùng chờ nhé. Còn để Vân bật mí thêm, đó là có rất là nhiều người nổi tiếng ở Việt Nam đã tin tưởng sử dụng sản phẩm này, như là Harry Won này, hay là Hoa hậu Đặng Thu Thảo, hay là Hoa hậu Giáng My. Còn ở Hàn Quốc thì có Lee Dao Hee hay là Go Hara, cũng là những nghệ sĩ nổi tiếng tin dùng cái liệu trình Golki Premium dành cho người nổi tiếng. Và bây giờ mọi người hãy cùng theo chân Vân để đến với liệu trình và buổi thứ 10 của Vân nhé. Dạ em chào chị Vân ạ. Dạ thì hôm nay cũng là ngày đánh dấu nửa chặng đường nè khi mình sử dụng liệu trình Premium Golki Celeb B. Dạ là liệu trình dành cho người nổi tiếng đặc biệt bên em. Dạ thì sau qua nửa liệu trình như vậy thì mình chắc hẳn chị Vân cũng thấy là được sự thay đổi khá nhiều cho gương mặt của mình đúng không ạ? Ừ, chị thấy nó cũng thon gọn hơn, phần nọng cằm này nó cũng tiêu đi một chút. Dạ mình nhìn vào đây nè chị, thì mình cũng thấy là đường nét trên khuôn mặt của mình á thì là rõ ràng sắc nét, có điểm nhấn và khuôn mặt thì cũng trở nên là thon gọn hơn rồi nè. Dạ, đây là hai bảng mặt nạ thể cao của chị Vân. Và đây là bảng mặt nạ thể cao ngay buổi 1 nè. Và đây là bảng mặt nạ thể cao ngay buổi 10. Chị Vân mình sờ cảm nhận giùm em nha. Dạ, mình sờ hai bên đi ạ. À. Dạ, rồi. Cái này là thon hơn hẳn này. Dạ, đúng rồi. Ngay cái bảng cái mặt nạ thể cao ngay buổi 10 nè là đường mặt mà sẽ được bo tròn lại, nhất là đường cạnh hàm sẽ thon gọn hơn rất là nhiều. Dạ rồi. Và ở đây á là bên em cam kết được á là cái mặt nạ ngay buổi thứ 10 á sẽ lồng ghép được vào mặt nạ buổi thứ 3. Dạ rồi. Em mở bên trong cho chị Vân xem nha. Dạ, mình có thể so sánh ở bên trong á. Đường nét má đây nè sẽ hơi gồ ghề, hơi to một xíu. Và mình rồi đường nét bên đây nè. Dạ, đường má bên đây ban đầu á là chị sẽ mở vào hai bên. Ở đây là đường má sẽ bơm ôm và bo tròn đều hơn nữa. Dạ. Thứ hai tiếp được nữa là cái đường trán của mình nè, nó cũng trở nên thon gọn và bớt gồ ghề hơn cái mặt nạ thể cao ngay buổi 1. Dạ rồi. Mình xem vào cái mặt nạ thể cao ngay buổi 1 á, chị Vân sờ đi ạ. Dạ. Thì ở đây là cái phần hai phần gò má của chị có xu hướng là mở ra hai bên. Dạ. Và ngay mặt nạ thể cao buổi 10 này, dạ, mình sờ đi ạ. Dạ. Thì ở đây là sẽ có xu hướng là bo tròn đều hơn cho mình. Dạ. Nhất là đường gò má đây nè, đường trán của mình ở trên đây nè thì nó hơi bị gồ ghề. Và đường trán bên đây nè thì nó sẽ là đường line, nó mềm mại và hài hòa, nó bo tròn cái con trán của mình hơn. Đúng rồi, chị cũng cảm nhận là hai bên này nó thon gọn hẳn lên này, cái phần này nó nâng lên một chút ấy, và cái phần nọng cằm này nó cũng tiêu bớt đi. Rồi da thì có vẻ như là cũng sáng hồng và căng mịn hơn. Ông xã còn khen là dạo này trông trẻ hơn nữa. Dễ vậy ạ. Dạ, liệu trình Premium Golki Celeb dành cho người nổi tiếng á, ngồi là nắng chỉnh dáng khuôn xương mặt thì cũng cho cải thiện thêm cho mình về tình trạng làn da nữa chị Vân ạ. Dạ, vì đây chỉ là mới nửa liệu trình thôi ạ. Sau khi mà mình sử dụng hoàn thành sau 20 buổi của liệu trình thì mình sẽ thấy là sự thay đổi về cả về tình trạng làn da này cũng như là tình trạng cơ thể dáng khuôn xương mặt của mình luôn á chị.
Khi nhắc đến liệu trình premium Golki Celeb thì liệu trình này sẽ dùng đôi bàn tay để tác động lên làn da và cơ xương của chúng ta cũng như là hệ bạch huyết để làm cho chúng ta có thể có một khuôn mặt thon gọn hơn, đào thải độc tố và giúp cho chúng ta nhìn tươi trẻ hơn, làn da cũng vì thế mà nhìn sáng và hồng hào hơn. Ngoài ra thì vẫn còn được sử dụng kèm với sản phẩm này gọi là Energy Serum, cho tất cả những lần mà mình đến đây làm thì đều được các bạn tặng một hộp này để mang về. Và đây là một lọ serum chiết xuất từ nấm đông cô, được coi là một trong 10 thực phẩm hàng đầu trong việc chống lại ung thư của Bộ Y tế Hoa Kỳ đã kiểm định. Và vì vậy nên là Vân rất là yên tâm khi sử dụng sản phẩm cũng như là dịch vụ tại Jackson Beauty, đặc biệt là liệu trình Premium Golki Celeb này. Và bây giờ thì Vân đang rất là háo hức để bắt đầu buổi liệu trình ngày hôm nay. Mọi người hãy cùng chờ đợi xem là sẽ có những bước chăm sóc da đặc biệt như nào nhé. Vậy là mình đã hoàn thành xong buổi thứ 10 của liệu trình Premium Golki Celeb. Và làm liệu trình này thì đòi hỏi mình phải rất là kiên trì. Thực ra là mỗi một ngày thức dậy thì Vân lại mong chờ để đến thứ 5 hàng tuần để có thể đến với Jackson Beauty. Và mỗi một ngày thì mình cảm thấy là nhiều năng lượng hơn, tự tin hơn. Chụp ảnh thì cũng thấy là khuôn mặt của mình thon gọn và rõ nét hơn, sắc nét hơn rất là nhiều. Mọi người cũng nhận ra sự thay đổi của Vân. Chính vì vậy nên Vân đã giới thiệu cho rất là nhiều bạn bè và người thân để mọi người cũng có thể sử dụng những cái dịch vụ của Jackson Beauty. Vân cũng mới chọn thêm một dịch vụ nữa của Jackson Beauty và sẽ còn ủng hộ Jackson Beauty dài dài. Không biết là mọi người có ủng hộ cái quyết định này của Vân không và có chọn những cái dịch vụ của Jackson Beauty giống như Vân không. Nhưng mà Vân chúc cho tất cả các chị em sẽ luôn luôn yêu bản thân và đừng quên làm đẹp cũng như là làm mới mình mỗi ngày nhé.